Tối qua tại bến Nghinh Lương Đình, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ thắp sáng bảy đóa hoa sen trên sông Hương. Đây là sự kiện mang tính biểu tượng mở đầu cho mùa Phật đản hàng năm. Sau lời phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Khế Chân, nghi thức thắp sáng bảy hoa sen trên sông Hương chính thức bắt đầu. Trên nền nhạc và lời ca trầm hùng của bài Trầm Hương Đốt do các Phật tử Huế trình bày, bảy đóa sen từ từ được bật sáng lung linh giữa dòng sông Hương, làm dâng lên những cảm xúc thiêng liêng trong lòng hàng vạn Phật tử và người dân xứ Huế. Theo quan điểm của Phật giáo, bảy đóa sen là biểu tượng cho bảy bước chân thanh tịnh của Đức Phật thể hiện giữa cuộc đời vì hạnh phúc, vì an lạc cho chúng sinh. Lễ thắp sáng bảy hoa sen trên sông Hương là nghi lễ truyền thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, đánh dấu sự mở đầu của tuần lễ Phật đản Phật lịch 2567 và sẽ được thắp sáng vào ban đêm trên dòng sông Hương trong suốt tuần lễ Phật đản.